Ừ, má có lý à. Mò có lẽ ngon hơn chài à. Ôi, dính càng. Gãi càng luôn rồi. Ồ, con tôm hơi gông nha. Cơm hơi gông nha mọi người. Tèo hay quá, mò con tôm quá xịn. Chắc tôi nhảy xuống tôi mò luôn quá. Ồ, có cái càng đó, đã không? Chỗ này con gì cho tôm có lý quá nè. Sao mà nó đâu rồi, nó đâu rồi? Đâu cho thoát một con tôm dâu. Một con tôm dâu. Tớt à. Mò mò qua mé bên gạch đó. Đây một con tôm về mò mò đá mất công đi chi xa ha. Chạy đâu xuống mình tung tung dầu tôi mở mà nhiều khi cạn ghe nữa. Ơi. Đó, đó, đó. Ui ui cái đó là có búng rồi đó, có tôm rồi. Đi sao bò rồi. Sâu không? Rồi. Để chắc sâu mọi người. Chỗ này có quýp không mà không có. Kì ta. Chỗ này hơi sâu nha. Sâu không? Rồi lặn luôn rồi, ông lặn xuống luôn rồi. Mấy chỗ này thường thường là nước chảy cống mà cống thế này thường thường rất là tươi nhiều tôm nha mọi người. Có quýp không? Không có. Rồi lặn luôn rồi, anh lặn xuống luôn rồi. Trời ơi, cá nhóc luôn. Cá mà đụng mà mò thì đụng mà chài thì nó không vô. Căng ha. Ở dưới đây có cái cây gì nhiều không ông cậu? Cái gì mà trời nó không vô ta vô mé hết à. Sáng anh em còn phải đi uống cà phê để giải nhiệt trước đã. Sáng chạy lên gọi chứ mà không thấy ai, chạy ra quán uống cà phê thì gặp ổng hỏi luôn. Về tiếp tục đi. Với lại nước giờ cũng đâu có có lớn đâu mà. Cá nó vô mé là chài ở ngoài nó không dính được. Dạ, tại con cua. Kẹp cái vậy? Có lý rồi, có lý rồi, có lý rồi. Đụng cua rồi, đụng cua rồi. Trời ơi, nó nằm ở dưới dạ cây dừa. Bò nè hả? Nó cắn đủ, đau gần chết luôn. Có thấy càng không? Không, nó cắn giật tay ra liền rồi. Chạy luôn hả? Chạy. Thiệt cái tình. Dưới nước khó lắm mọi người, dưới nước khó bắt lắm, phải trong hang còn được chứ dưới nước mà mò đụng nó là nhiều khi nó thí càng nữa. Trời ơi, cá cát bự ghê thiệt. Nó nằm dưới dạt cây dừa. À đó có cây dừa đó hả? Ừ. Nguyên cây dừa nè, anh trổng trôi ra nè. Trong cái ống bọng á hả? Ừ. Giờ ở trong ống bọng còn cây nào đó không? Hết rồi. Cho nó xả cạn rồi cho nước rút rồi cho tôm cá nó vô chứ ứ ừ, hoài cũng được. Bành cái tướng luôn, bắt không được. Không. Quần quần nhiều khi lá trà lại thứ có không? Ồ, yeah. Tôm bự quá. Con tôm à? Ủa, có được một con tôm. Được một con nữa rồi.
bỏ vô túi may mắn thần kỳ. Thấy có lý không cả nhà? Thấy có lý chưa? Bỏ vô. Quá hay anh Đèo ơi. Mình nhiệm vụ mình cầm cái túi này quan trọng lắm. Mình nó rớt xuống cái lát về no luôn á. Mà nó đòn hả? Đây sâu rồi vẫn lặn nó dưới dưới ta. Đói hay no nhờ cái túi á. Ừ. No cả theo nghĩa bóng và cả nghĩa đen luôn. Có lý quá. Nữa hả? Ừ, đây con nữa nè mọi người ơi. Chân thật quá. Video chân thật quá. Quá hay luôn. Tôm quá ngon anh em ơi. Tẹt mày quá mò đúng sách mà. Nghe ngửa với Đạt Cần Giờ rồi đó. Lặn xuống con là con tôm nhỏ nữa. Lặn xuống cái con hứa luôn, lặn xuống cái con. Còn con gì thì chưa biết. Hay quá. Rồi lặn cứu này căng này không có rồi. Thôi cá. Trời ơi, trời thật nó phóng à. Cái vậy? Quay cảnh nó phóng ngầu sướng không? Sướng như. Cái vậy? Vậy mà chài nó vô mé tơn à, cặp me có cặp dừa đâu kẹt vô tơn. Khôn. Kiểu giết bị bắt giết là nó khôn à. Tiếng quá thì một bậc mới. Trời ơi nó bự. Ồ con cá bóng đá vậy ta. Mình phải đi cận cảnh mới được. Sâu không? Chỗ này đất nước chảy cứng đã lắm mọi người. Cứng bây giờ tôm ở. Những cái cống nào mà có sình vô là trong này có cái hè sâu. Ừ. Khó lắm, những cái chỗ nào mà sình nhiều là khó có tôm. Còn những chỗ mà nước chảy cứng cứng chỗ này tôm bám chứ. Cá bự như kia luôn, cá vừa bánh. Ui. Ui dạ, ui dạ, ui dạ. Gì nữa đây? Tưởng là cua kẹp chứ. Chàng chà không? Này, thấy quá đã không mọi người. À, tôm trứng rồi, con này tôm trứng rồi. Con lấy cái thả nó qua. Thả. Thả liền. Thả đìa. Đây, đang thả đây. Thả vô trong bị á. Lát gì thả đìa nuôi. Cho nó đẻ. Đúng rồi, mấy con tôm trứng mà. Tôi thả hết á. Ông sao mà. Thả chứ, cũng thả đìa. Nuôi cho đẻ ha. Thôi lát coi, nãy giờ người ta đóng rồi bồ ơi. Nãy giờ gần 10 phút rồi đó. Trong này có cái hàng ngon quá. Sâu quá hả? Không biết có con cua ở trong không? Chọt. Chọt dò cho thử coi. Dò vô nó cắn nha. Cắn lấy cái càng ra. Trời kẻ hang mà nằm dưới nước này cũng căng ha. Quá trời sâu. Ủa, không có. Cùng chưa? Cùng. Ồ. Ê. Ô rồi, đụng kèo rồi, vô kèo rồi. Mà cái hang dưới nước khó, cái đằng cao khó lắm, khó bắt lắm. Quá rồi. Ui da. Nó kẹp à? Ôi trời. Trời ơi. Trời ơi, đụng càng rồi. Đụng cái càng rồi, nản luôn. Thiệt cái tình. Mà mấy con này nó rong hay sao trong máy nó ra ta? Mới cắn mình đụng càng á. Nó trong hang đó hả? Nè. Trời ơi. Uống thiệt chứ. Bị bắn rồi. Trời đất ơi, tôm mấy gì mà nó bị ấy trời. Rồi, hai cái luôn. Gãi hai cái càng luôn rồi. Rồi số phận của nó hiểu rồi đó. Mấy con tôm gãi càng là số phận nó hiểu rồi đó. Chứ tôm đâu bán cũng nhiều tiền đâu. Chứ nó rong không à. Gì cho mấy đứa nhỏ nó ăn vậy. Đúng sách. Mùa này trên đây nhiều con tôm rong hay là nó sống lâu năm ở trong đây rong cũng không biết được. Thật ra so nó với mấy con tôm nhỏ nhỏ kìa, tôm nhỏ ăn còn ngon hơn nữa. So nó với mấy con tôm nhỏ
nó dở hơn. Dở hơn nhiều. Lựa mấy con tôm hổ mình đăng rồi á, mấy con tôm mấy rồi á, mấy thứ đó ăn nhất nách. Còn mấy con tôm càng bự, dòm thấy cái bự ham gì, thật ra thì ăn không ngon bằng đâu. Rồi đó ghê thì phải mua mới quay được chứ không mua sao quay cho nội. Rồi cái cá mà kia nó chạy kìa. Mua tôm thả xuống lặn mò. Mua tôm thả xuống cái gạch nè mọi người thấy không? Hết thân cái gạch. Lặn mà bỏ con tôm cái quần. Ôi trời, trời, trời. Ôi trời, con kia mà tôm bún đi. Lặn có không? Bún đi. Bún à. Rồi cái hang nó mới ghê luôn. Thì khi trong mấy hang nó có đó, khi tôm mới nở trong hang nó mới ghê, cua bây giờ nó trong hang là quá bình thường. Trời ơi. Sao vậy? Bún đi tốt rồi. Có lý không? Có lý ạ, mở chiếu rồi hay cười quá ok đó. Có quặn lại cái không hả? Hay là đi bắt cua luôn? Có, mình chài lại cái nè. Mình quặn ở trong mé nó ra. Nó ra giữa ha. Trời ơi, chui vô quần luôn, cá chui vô quần luôn nội ơi. Dòng cái rạch này ra tới ngoài. Rồi xong. Bắt cua. Rồi rồi, ốc con nào nấy bự tổ kìa. Bắt luôn. Ốc gì? Không có mấy con bắt đâu, để đi. Ốc hút. Ốc hút. Đây là một con ốc hút. Quay ngược qua đây, ngược sáng hay được, đón đầu mới được. Cái ngồi quá. Lặn mấy cái cá bự bự không, ô tôm bự bự không giờ hết rồi. Nó ra giữa rồi đó, ông lấy chài thay. Rồi lặn luôn rồi. Tại tao chưa tổ tài, tao nhảy xuống tao mò cái là thứ gì chịu nổi chứ. Lặn xuống cái con liền hứa luôn mà. Tôi mà tôi nhảy xuống cái rồi là trời ơi. Gì vậy? Đạp con tôm. Bung luôn hả? À. Nó chài là được rồi thấy chưa? Chài lụm rồi thấy không? Giờ nó là ra giữa rồi đó. Đạp con nó thiệt tình. Lặn bươi cái đã không? Ồ, lặn xuống cái con liền. Thứ gì chịu nổi. Rồi giờ mình chài thôi. Ơi. Sáng nay trời mưa tưởng đâu nhà luôn rồi chứ. Sáng điện mà không bắt máy mà. Ông nhá chứ điện gì. Điện nó làm tủng tủng hoài. Là không có mở 3G á, không có mở wifi á, chứ mở wifi là điện vô rồi. Mày biết nó điện tủng tủng hoài. Mở lên mới thấy. Nó bắt wifi mới thấy. Như là trời mưa tưởng đâu nghỉ. Đây là thao tác chài nè nha mọi người, thấy không? Đó. Chài còn ăn cá chài méo con tôm. Méo đi. Rồi nó quá méo rồi. Lần này đổ con tôm tầm cả cầm tay luôn. Hồi nãy đậm tôm này thiệt tình. Đó chài tròn. Ăn cá chài méo ăn tôm. Này nó méo cánh bướm kiểu này không biết sao đây. Méo mà méo cánh bướm nè. Ôi trời, 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 có rồi, tôm, có rồi, 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 có rồi, có rồi. Nhức nát rồi. Đã nói rồi, chạy tròn ăn cá, chạy méo ăn tôm. Ý, chạy đường nào. Chắc không, rải cái lụm liền. Một con tôm.
xin xò à. Tôm nó ngon á, tôm nó không có bị giấy á, có bị gì bên này bị gì đông 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 rong à. Tôm này có lý nè, trời toàn con cá trời mấy con tôm. Để chừng chục con vậy cũng được đỡ nha. Quá đã, cẩn thận con tôm này. Vậy mới được chứ. Vậy được ha. Rồi, ngoài con tôm ra cũng còn một số con khác. Con dừa, con vỏ ốc, con lá nữa. Nói chứ chỗ này còn tôm dữ lắm á, mò tại mình mồi con sơ bự quá rộng mà. Mày nhớ cái Dũng một lâu không? Con sải tay mà mò cái 5 kg tôm mà. Cái Dũng này cỡ nào? Đúng không? Rải cái nữa nè, chài mấy con tôm nè. Lụm nè. Cái này chài mấy con tôm nha. Tròn quá là cá à. Ok, ok. Tròn quá là cá. Lần này nó chơi méo xẹo luôn nội ơi. Cái này ăn tôm nữa rồi. Chơi méo xẹo luôn rồi. Tôm rút vô mấy tàu á đây rồi. Đó, bún nữa đó. Nãy giờ mình thấy mò mà mình ngứa tay luôn á. Mình không làm caramel là mình nhảy xuống mình lụm rồi đó. Có không? Có nữa rồi. Một con cá lá. Con tôm này được. Tôm này được. Mình chơi mày bỏ đóng hay tèo? Bỏ. Nó bỏ anh tôm vô chạy rải không thôi. Hèn chi. Quá hay rồi, nó thả anh tôm vô anh chạy rải nè. Quá tôm rồi. Nãy xíu giờ đi xíu được cả ký rồi nè. Vãi trưởng chưa? Chia sẻ cho thầy nghe. Mấy bà chạy nó quái. Dừng lại 2 giây chia sẻ cho thầy. Trong đây nè, chỗ này nãy chưa chài nè. Méo thiệt méo anh em ơi. Chài méo ăn tôm. Méo xẹo luôn rồi, đồ quịch nhái vô cái bắp dừa rồi. Chài méo ăn tôm, chài tròn ăn cá. Chạy đi rải rải lát chui động gì. Lát ngừng ngừng lại xíu tôi nhảy xuống tôi mò luôn à. Tôi thiệt lúc trước tôi là mò dữ lắm á. Đã quá đi xíu nãy giờ được nửa tiếng hồ được gần cả ký thơm rồi. Quá ngon. Quá ok. Đồ lặn đâu, đồ lặn vô đó, ngay chỗ đó là cái nguyên cái ụ nguyên đó. Lỡ hẳm ở trong mọi người. Rồi, bún nữa rồi đó, nó tức. Nó tấn rồi đó, nó tức rồi đó mọi người, bún nữa rồi đó. Vậy mà chài nó không vô nha, quần. Phải cái thằng vô trong quần thẳng ngoài chài được. Trời này nó vừa ui ui giống mưa quá ta. Mưa nữa chứ khỉ gì. Rồi méo méo con này chắc là này nó méo xẹo luôn quá. Méo à. Xong luôn. Rồi méo thiệt luôn rồi. Nguyên cá trà. Nguyên cá càng trà luôn. Rồi xong luôn.